Xin hỏi thạc sĩ Thiên Quân thấy bài báo cáo chưa ạ? Vậy em mới thấy đó ạ. Vâng, thì như vậy về cái chủ đề trong cái bài báo cáo theo ban tổ chức đề xuất với chúng tôi báo cáo, chúng tôi trình bày đó là hội chứng hoạt hóa dưỡng bào ở bệnh nhân hậu COVID với một cái tên rất là thú vị và cũng rất là hấp dẫn, đó là hiện tượng viêm mới xảy ra hay là có từ trước đó, mà nó đúng là cái sau khi mà soạn thảo cái bài thì chúng tôi thấy nó có rất là có ý nghĩa. Như vậy thì cho tới nay thì chúng ta cũng không biết là cái giờ hội chứng hoạt hóa dưỡng bào này nó xảy ra mới hay là nó trước đó ở giai đoạn COVID cấp tính, tại vì hậu COVID là 3 tháng sau đó. Chúng ta thấy có một cái điều mà rất đặc biệt, một số cái triệu chứng xuất hiện sau giai đoạn COVID cấp tính ở giai đoạn COVID kéo dài. Ở đây thì chúng tôi cũng xin nhắc lại về thuật ngữ, thì chúng ta có COVID cấp tính là trong vòng 4 tuần đầu, COVID kéo dài là tuần thứ 4 cho tới tuần thứ 12 và hậu COVID là sau tuần thứ 12. Một số cái triệu chứng xuất hiện ở giai đoạn COVID kéo dài, ví dụ chúng ta thấy rụng tóc, nổi mề đay, phát ban, chúng ta thấy những giai đoạn mà COVID cấp tính chúng ta không có những triệu chứng này. Do vậy có thể có rụng tóc thì chúng ta thấy nhiều khi ở giai đoạn cấp tính, ta nhập ở khoa ở bệnh viện dã chiến, ở các khoa hồi sức thì chúng ta cũng không có chú ý lắm, tại vì tất cả đều tập trung vào cái vấn đề hô hấp. Tuy nhiên một số các cái nghiên cứu, một số cái báo cáo cho thấy là đây là những triệu chứng xuất hiện sau giai đoạn cấp tính, và do vậy đó là một trong những cái ví dụ minh họa để cho thấy được cái vấn đề về cái chủ đề, cái hiện tượng viêm này nó có từ trước hay là nó xảy ra sau cái giai đoạn cấp tính. Thì qua cái bài báo trình bày thì cũng hy vọng là các thầy cô sẽ tìm ra được cái câu hỏi phù hợp với những cái kiến thức sẵn có của mình. Thật sự vì những cái chủ đề hậu COVID, các thầy cô, các anh chị cũng đã cùng với chúng tôi đã tìm hiểu, đã trao đổi như vậy đã suốt 6 tháng qua, từ tháng 1 năm 2022 đến giờ. Riêng cá nhân chúng tôi thì cũng đã có bài này là bài báo cáo thứ 8 do đã. Báo cáo trước đó của chúng tôi. Thì về nội dung trình bày thì rất là kinh điển. Thứ nhất là về tổng quan về hội chứng hoạt hóa dưỡng bào, thì để gọi cho ngắn gọn, chúng tôi gọi là MCAS, là thuật viết tắt của từ tiếng Anh, đó là Mast Cell Activation Syndrome. Do vậy thì trong cái bằng trình bày thì tôi thỉnh thoảng dùng cái từ MCAS cho nó gọn. Thứ hai đó là đặc điểm của hội chứng hoạt hóa dưỡng bào ở bệnh nhân hậu COVID. Thứ ba là cái tiếp cận chẩn đoán như thế nào trong cái điều kiện hiện nay với hơn 10 triệu người ở tại Việt Nam, có trẻ em, có người lớn. Đặc biệt chúng tôi cũng lưu ý theo cái ước tính nghiên cứu đăng trên Lancet thì chúng ta thấy cái số 10.700.000 người bị nhiễm COVID đó là chỉ là bề nổi, và người ta ước tính ở một số quốc gia cái số này, cái số lượng này nó nhân lên cho 3 lần. Do vậy chúng ta thấy Việt Nam thì cũng đâu đó là khoảng 1/3, 1/4 dân số chúng ta đã nhiễm COVID. Và sau tiếp theo là cái phần mà về điều trị, thì ở đây điều trị thì cũng có phần thuốc men, tuy nhiên chúng tôi cũng có những cái lưu ý rất là quan trọng trong cái điều trị, trong cái quần thể với cái số lượng người nhiễm trên 10 triệu người và hậu COVID, thì như vậy tất cả đều đã bước sang giai đoạn hậu COVID và sau cùng một số cái kết luận đưa ra. Thì như vậy chúng ta thấy rằng về cái tần suất hậu COVID thì chúng ta thấy thấp nhất là cũng khoảng 25%, nếu mà trên 2 triệu người Mỹ thì người ta thấy khoảng 25%, và ở những quốc gia khác chúng ta thấy thay đổi từ 44% ở Tây Ban Nha, 47% ở Nga. Và giờ cho đến nay thì sau 2 năm cái hiểu biết về các cái triệu chứng hậu COVID thì chúng ta đã biết đầy đủ hơn, có thể từ 50, có những cái báo cáo là 200 triệu chứng, nhưng mà thật sự trong cái quá trình
mà thăm khám bệnh nhân hậu COVID tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh với các đồng nghiệp thì chúng tôi thấy nó cũng nằm trong cái 50 cái triệu chứng đăng trên cái tạp chí là Nature vào gần cuối quý tư của năm 2021. Chúng tôi thấy rất là đầy đủ, chưa có những triệu chứng gì ngoài trừ triệu chứng run tay thì chúng tôi chưa thấy báo cáo, nhưng mà thấy có một số bệnh nhân đến khám vì cái triệu chứng run tay không những biểu có những cái biểu hiện về thần kinh hoặc lo lắng đi kèm, thì do vậy thì chúng tôi cũng ghi nhận là có thể là có một cái triệu chứng thêm vào. Tuy nhiên, sự xuất hiện các triệu chứng rồi các cái triệu sự tồn tại của các triệu chứng hiện nay theo một số các chuyên gia vẫn cho là cái sự rất là bí ẩn, sự chồng chéo của các dấu hiệu bệnh cảnh lâm sàng, các cơ chế khác nhau. Và do vậy, chính vì vậy trong cái bài báo cáo của cô Thúy về ho và về khò khè, khó thở có phải là hen hay không hen, và tại sao chúng tôi thấy ở kể cả người lớn có những cái trường hợp đến khám trước đó không tiền căn hen, chứ có nếu tiền căn có viêm mũi dị ứng, có tiền căn hen thuở nhỏ mà vào đến khám hậu COVID có triệu chứng hen, thì chúng tôi thấy cái đó là chuyện rất là bình thường, vì đây là những cái cơ địa đã có tăng phản ứng tính phế quản, có cái đáp ứng viêm với các cái dị ứng nguyên, nó đã ở cái mức cao hơn bình thường, và khi bị COVID nó làm cái tổn thương cái niêm mạc đường thở, nó gây ra cái sự một cái đáp ứng viêm quá mức, và do vậy những cái cơ địa này để khởi phát lên hen. Thì chúng tôi thấy về cái cơ chế là nó là rất là dễ hiểu, tại sao có một số trẻ hen thì chúng ta biết rồi, có những cái cơ địa, có những cái yếu tố di truyền, có những yếu tố thể tạng, do vậy khi bị một cái nhiễm trùng, kể cả nhiễm trùng tái đi tái lại thì chúng ta thấy có thể khởi phát lên cho cái triệu chứng khò khè, khó thở và kể cả hen. Và chúng tôi thấy cái gánh nặng sức khỏe ở trẻ em hậu COVID đó là cái vấn đề về tổn thương đường hô hấp, tại vì trẻ em nếu mà chúng ta thấy hiện nay chúng ta cũng triển khai tiêm vaccine mới từ 7 tới 12 tuổi, rồi sau đó trên 12 tuổi và chuẩn bị là ở trẻ nhỏ, thì chúng ta thấy đối với trẻ không được bảo vệ bởi vaccine, do vậy những cái tổn thương ở đường hô hấp chúng ta thấy rất là thường gặp, vì COVID là cái gây tổn thương chủ yếu là đường hô hấp. Và do vậy thì chúng ta thấy là về cái cơ chế thì nó rất là phức tạp trong một số các cái triệu chứng, đặc biệt nếu những cái triệu chứng nó liên quan tới các hoạt tính của dưỡng bào. Và như vậy trong cái đáp ứng viêm chúng ta thấy tổn thương viêm do COVID có thể những trường hợp mà với cái tải lượng virus cao có thể gây tổn thương cấp tính ở phổi, do vậy chúng ta thấy có ARDS. Và do vậy thì một trong những cái tế bào viêm mà gây ra cái phản ứng tức thời, kể cả những cái trường hợp mà chúng ta thấy qua mẫn tức thời sốc phản vệ hay choáng phản vệ, chúng ta thấy đó là dưỡng bào. Do vậy cái vai trò của dưỡng bào rất là quan trọng ở trong các cái nhiễm trùng cấp tính do COVID và kể cả trong giai đoạn hậu COVID. Tuy nhiên về lịch sử thì thật sự cái hội chứng hoạt hóa dưỡng bào thì như vậy chúng ta cũng biết là đã có từ cách đây là trên 15 năm, và như vậy cái tần suất cũng đã có trong cái quần thể chung. Tuy nhiên một cái điều chúng ta thấy là một số bệnh nhân có cái tình trạng tăng hoặc có hội chứng tăng hoạt hóa dưỡng bào nhưng mà không có được chẩn đoán và điều trị, vì các triệu chứng nhiều khi tiềm ẩn thoáng qua và đôi khi có những cái yếu tố khởi phát. Do vậy trong cái quá trình mà thăm khám chúng ta thấy cần phải hỏi rất là kỹ. Như vậy thì chúng ta thấy hội chứng hoạt hóa dưỡng bào, như vậy là cái tần suất trong cái dân số chung chúng ta thấy, đặc biệt là những cá thể mà dưỡng có tần suất rất là cao, khoảng chừng 17-20%. Và quay trở lại đối với bệnh nhân bị COVID cấp tính và hậu COVID, trên cái slide này thì các thầy cô các anh chị và các bạn cũng đã được cô Thúy trình bày những cái tổn thương, sự gắn kết của cái protein gai với các cái thụ thể AC để giải thích ra các cái triệu chứng. Thì chúng ta thấy tổn thương đây là tổn thương đa cơ quan, và như vậy tổn thương đa cơ quan trong COVID cấp tính, và như vậy thì thông qua
sự gắn kết với thụ thể ACE2 và sau đó gây ra cái đáp ứng viêm. Chúng ta thấy tất cả cơ quan không trừ một cái cơ quan nào mà không bị tổn thương, tại vì thụ thể này đã có mặt khắp nơi. Tuy nhiên ở mỗi cơ quan thì có mức độ nhạy cảm, có cái mật độ cái thụ thể ACE2 khác nhau và có cái đáp ứng khác nhau với cái phản ứng viêm. Thì như vậy chúng ta thấy đây là cái tôi nghĩ là một cái slide rất là cơ bản để chúng ta biết được những cái tổn thương các cơ quan tim, phổi, tụy, thận. Đặc biệt ở tụy thì chúng tôi cũng ở đây cũng báo cáo với cô Thúy là chúng tôi đã công bố và đăng trên đã có trên PubMed cái trường hợp đầu tiên ở Việt Nam, và có thể là chúng tôi khi mà chúng tôi viết cái bài này thì chúng tôi chưa tìm thấy cái trường hợp nào thứ hai trên thế giới báo cáo. Một trẻ 13 tuổi nhập ở ICU Bình Dương, không có tiền sử bệnh lý, hoàn toàn khỏe mạnh, đi học về bị sau đó là có tình trạng rối loạn tri giác, sau đó vào hôn mê, vào ICU với chúng tôi với tình trạng hôn mê do nhiễm thể ceton, và sau đó thì đã được điều trị lọc máu rồi thở máy xâm lấn, và chúng tôi công bố trường hợp này. Đây là cái trường hợp đầu tiên ở Việt Nam, thì chúng tôi cũng thấy ở Việt Nam chưa có ai có, thì cũng có chưa ai báo cáo, hoặc là có không mà không báo cáo, thì chúng tôi đó là trường hợp đầu tiên ở Việt Nam trẻ bị tổn thương tụy cấp gây tiểu đường tiếp 1. Hiện nay trẻ vẫn tiếp tục chích insulin và trẻ này có thêm cái tình trạng tăng huyết áp hậu COVID, trẻ 13 tuổi. Và như vậy chúng ta thấy tổn thương ở tụy cũng rất là thường gặp, và đặc biệt trong tiểu đường hiện nay theo cái năm thể thì nó có thêm một cái thể mới tiểu đường do COVID. Và do vậy thì chúng ta thấy tụy ở thận rồi ở các cái cơ quan khác, và đặc biệt cái mà chúng tôi thấy hậu COVID có một cái gánh nặng sức khỏe rất là lớn, đó là sương mù não. Thì trong cái bài sương mù não thì chúng tôi cũng có nói trong 10 cái nguyên nhân gây ra sương mù não thì có 7 cái nguyên nhân liên trong cái thời kỳ COVID và hậu COVID, kể cả trong thiếu ngủ. Tuy nhiên, kể cả chúng tôi thấy chúng tôi chưa test lúc nào cũng âm tính, nhưng mà tần suất sương mù não trong cái sau 2 năm COVID chúng tôi thấy tăng lên. Một số các đồng nghiệp cũng vậy. Có những người không có bị COVID, như vậy chúng ta đặt vấn đề có thể là do cái cơ thể chúng ta đáp ứng với vaccine. Trong suốt 2 năm qua chưa lần nào nhiễm COVID, nhưng mà thấy bắt đầu có triệu chứng sương mù não tần suất cao hơn. Thì nếu mà như vậy thì thật sự đối với vaccine thì như vậy chúng ta thấy có những người có những cái phản ứng rất là nặng, nhưng mà chúng ta thấy cũng chưa có, chúng ta thường quan tâm tới cái ví dụ viêm cơ tim. Guillain-Barré, ca đầu tiên Guillain-Barré do varicel ở tại Bình Dương chúng tôi chuẩn bị công bố. Và như vậy chúng ta bị những cái triệu chứng mà nặng hiếm gặp 1/1 triệu người, kể cả tử vong chúng ta rất là ít. Và chúng ta thấy đâu đó vấn đề vaccine thì chúng ta cũng nên xem lại. Đối với những trường hợp không bị nhiễm COVID nhưng mà chúng ta có những cái triệu chứng, ví dụ như là rối loạn giấc ngủ, sương mù não, thì cũng nên ghi nhận. Tôi cũng đang có cái suy nghĩ có phải là do cái vấn đề chúng ta tiêm phòng vaccine hay không. Ở đây chúng tôi chỉ nói về sương mù não. Tuy nhiên, cái lợi ích của vaccine là không chối cãi. Chúng ta phải tiêm vaccine thì chúng ta tránh được cái thể nặng. Và do vậy, đây là cái ghi nhận đầu tiên của chúng tôi. Và như vậy thì đối với các cái đặc điểm triệu chứng hậu COVID do dưỡng bào, như vậy thì các thầy cô và các anh chị chắc cũng đã có cái tiếp cận với người bệnh, cũng đã thăm khám nhiều bệnh nhân hậu COVID, thì cũng đã ghi nhận chúng tôi nói trong 50 triệu chứng và thường gặp, ví dụ như cô Thúy cũng đã trình bày, đó là mệt mỏi ở trẻ em, nó là chiếm gần như 50%, 49%, nên đó là cái con số chính xác. Thì chúng ta thấy có rất là nhiều triệu chứng ở từng cơ quan khác nhau, thì ở đây chúng tôi chỉ đưa ra để mang tính gợi ý trong cái phần trình bày tiếp theo, thì các thầy cô các anh chị sẽ thấy rất là rõ triệu chứng nào nó liên quan tới dưỡng bào giai đoạn cấp tính và có thể kéo dài đến hậu COVID. Và như vậy về đặc điểm lâm sàng của cái hoặc hội chứng hoặc hóa dưỡng bào ở bệnh nhân
hậu COVID đặc biệt thì chúng ta phải biết được các cái đặc điểm ở giai đoạn COVID cấp tính, tại vì đây là một quá trình nó liên tục. Do vậy thì ở đây chúng tôi gọi chung là bệnh nhân COVID. Những cái báo cáo đầu tiên là vào năm 2020, ví dụ như trên báo cáo của cái tác giả Theo Harris đăng trên cái tạp chí về miễn dịch heo và dưỡng. Đây là, có thể nói là một chuyên gia chuyên nghiên cứu về dưỡng bào. Chúng ta thấy là đã cho chúng ta một cái nhận định về một cái cơ chế đáp ứng viêm trong COVID cấp tính. Và như vậy, rất là đơn giản và cũng dễ hiểu trên cái hình này thì chúng ta thấy COVID, khi chúng ta nhiễm COVID thì nó kích hoạt dưỡng bào. Và nó tương tự, nó có cái bắt chéo với cái thụ thể của các cái IgE. Và do vậy nó kích hoạt dưỡng bào. Như vậy dưỡng bào chúng ta biết rồi, khi được kích hoạt sẽ phóng thích ra các cái hóa chất trung gian, cái vỡ hạt, và như vậy chúng ta thấy một loạt các cái cytokine viêm và tiền viêm, như trong cái bài báo cáo của Thúy cũng đã rất là nhấn mạnh vai trò interleukin 6, interleukin 1 beta, TNF, VEGF, vân vân. Và như vậy chúng ta thấy khi mà được cái ở đây chúng ta gọi tạm là một cái thành tố của cơn bão cytokine ở phổi, để mà hoạt hóa các đại thực bào phế nang gây ra những cái tổn thương vi mạch, phù mô kẽ, sơ hóa phổi về sau này, và các cái thuyên tắc vi huyết khối và thuyên tắc. Thì chúng ta thấy như vậy cái vai trò của dưỡng bào nó ở giai đoạn cấp tính. Và một cái điều mà chúng tôi rất là thích thú, không phải là vì cái cơ chế về SARS-CoV-2 COVID-19 hoạt hóa dưỡng bào thì chúng ta đã biết rồi. Cái chính đó là cái chất betaolin, đây là một flavoid tự nhiên. Và trong cái bài về sương mù não thì chúng tôi cũng đã nói tới cái chất này. Tại vì đây là một cái đích điều trị, nếu dùng cái chất này thì chúng ta thấy nó ức chế được các một số các cái cytokine viêm, đặc biệt là ức chế được cái hoạt tính của dưỡng bào ở các cơ quan, kể cả ở não. Chất betaolin này thì chúng ta biết là có trong nhiều ở trong cần tây, rồi trong bông cải, rồi trong cà rốt, trong dầu ô liu. Thì chúng tôi thích thú là tại vì cái chất này là cái chất một cái loại thực flavoid tự nhiên, chúng ta có thể dùng trong rau củ quả như vậy để hạn chế cái việc dùng thuốc. Và bên cạnh đó thì những cái nghiên cứu đầu tiên ở giai đoạn cấp tính, chúng ta thấy là một số tác giả dùng famotidine. Đây là cái trường hợp rất là đặc biệt, famotidine điều trị ở trên 28 các cái bệnh nhân ở một cái bệnh viện ở New York. Người ta thấy dùng những cái famotidine với cái liều 80mg nhân 3 lần một ngày thì những người này sau đó thì không có hoặc là triệu chứng của hậu COVID ít đi. Thì giờ chúng ta hiểu nó tại sao, tại vì famotidine đó là kháng, như vậy chúng ta thấy kháng H2 có tác dụng ức chế hoạt tính của dưỡng bào. Và bên cạnh đó thì chúng ta thấy thứ thường thân dược trong cái bệnh hô hấp chúng ta, cái đó là vitamin D3, thì chúng tôi nghĩ có thể vai trò vitamin D3 cũng rất là quan trọng. Tuy nhiên chỉ dùng ở những trường hợp trẻ em hoặc người lớn thiếu vitamin D3, chúng ta không lạm dụng vì nó có tác dụng phụ của vitamin D3. Và như vậy, tiếp nối theo các cái nghiên cứu ở giai đoạn cấp tính, thì người ta, các tác giả khác, việc là tác giả Afrin, như vậy là trong cái bài công bố trên cái tạp chí về nhiễm trùng thì thấy là có ở những bệnh nhân mà COVID-19 giai đoạn cấp tính có tình trạng tăng cái hoạt tính cái đáp ứng viêm và nó kéo dài đến giai đoạn hậu COVID, và đặt cái giả thuyết là có thể do cái tăng cái hoạt tính hoặc là cái sự hoạt hóa của dưỡng bào. Và như vậy thì các cái triệu chứng nào nó liên quan tới cái hội chứng hoạt hóa dưỡng bào ở giai đoạn cấp tính và hậu COVID. Thì như vậy, ở đây thì chúng tôi xin điểm qua. Do vậy trong cái phần 50 triệu chứng mà hậu COVID chúng tôi cũng không có đi sâu, chúng tôi cũng không có đi sâu vào ngay từ ban đầu để cho các thầy cô và các chị có cái nhận định ban đầu, và đây thì chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Thứ nhất, đó là mệt mỏi, sốt, ớn lạnh, sụt cân. Những cái mà chúng tôi đóng khung ở đây đó là những cái triệu chứng do được đề nghị là xem như là những cái
dấu hiệu của hội chứng hoạt hóa dưỡng bào ở giai đoạn cấp tính và có thể xuất hiện ở giai đoạn hậu COVID. Nhóm triệu chứng thứ hai đó là ở bệnh lý tai mũi họng, ta thấy viêm kết mạc, viêm mũi dị ứng, viêm xoang, rối loạn về mùi mùi vị, kể cả cái triệu chứng là chúng ta thấy rối loạn về nghe, mà chúng ta nghe kém, rồi rối loạn về khẩu vị, đau họng, về triệu chứng thần kinh, chúng ta thấy đau đầu. Ở đây chúng ta thấy migraine không được tô đậm hoặc chúng tôi đóng khung, tại vì theo các tác giả của cái bài báo này, migraine nó là không phải là triệu chứng liên quan đến hội chứng hoạt hóa dưỡng bào. Vậy chúng ta thấy rất là rõ và rất là cụ thể: sương mù não, lo lắng, trầm cảm, mất ngủ, co giật là điều có liên quan tới hội chứng hoạt hóa dưỡng bào. Trong cái co giật thì trong cái bài trình bày của cô Thúy cũng nói tới co giật, và như vậy chúng ta thấy có cái mối liên quan. Do vậy tại sao cô Thúy nhấn mạnh tới cái điều trị kháng leukotriene, thì trong cái phần điều trị chúng tôi sẽ bổ sung thêm. Về tim mạch chúng ta thấy đau ngực, hồi hộp đánh trống ngực, rồi hạ huyết áp, rồi hô hấp thì chúng ta cứ ho, khó thở, khò khè. Như vậy chúng ta thấy khò khè có thể là hen, có thể không phải hen, tuy nhiên có vai trò của dưỡng bào. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy ở đường tiêu hóa, ở thực quản chúng ta thấy có nóng ở vùng sâu xương ức, rồi nuốt khó, đau ngực, rồi triệu chứng tiêu hóa, khó tiêu, buồn nôn, nôn, rồi ở ruột chúng ta thấy tiêu chảy, đau bụng, rồi ở gan tăng cái men gan, ở tuyến nước bọt, rồi có phù nề tuyến nước bọt, rồi có nổi các cái hạch. Ở đây một số, ở đây rất là quan trọng thì các thầy cô và các anh chị đồng nghiệp lưu ý, một số trẻ em hoặc người lớn đi khám bệnh ở giai đoạn hậu COVID nếu có nổi hạch, chúng ta cũng không chủ quan để mà loại trừ các bệnh lý khác, và chúng ta cũng nên nếu sau khi loại trừ xong thì chúng ta có thể kết luận đây là nổi cái hạch hậu COVID, và chúng ta biết liên quan tới hoạt tính hoặc là hội chứng hoạt hóa dưỡng bào. Nổi mề đay thì rất là đặc hiệu, rồi nổi mẩn, rụng tóc, số các cái đồng thuận của các cái chuyên gia của Anh cũng đã cho rụng tóc là có cái đồng thuận rất là cao là của hội chứng hoạt hóa dưỡng bào. Và ngoài ra có cái phù ở cổ chân, rồi đau nhức xương khớp, vân vân. Thì như vậy chúng ta thấy vấn đề về cái hội chứng hoạt hóa dưỡng bào hậu COVID, và nó là cái sự kế thừa, và nó có thể là nó xảy ra cấp tính ở giai đoạn hậu COVID độc lập với giai đoạn COVID cấp trước đó. Và nhờ do vậy thì tại sao có những người bệnh nhân, hoặc là kể cả người thân của chúng ta trong gia đình, có những người hậu COVID rất là nhẹ nhàng không triệu chứng, có những người hậu COVID có triệu chứng rất là nặng nề. Chúng ta biết mỗi người đều có một cái vấn đề về một cái cơ địa, một cái đáp ứng, có một cái tình trạng miễn dịch nó khác nhau. Như cô Thúy nói là do vậy chúng ta phải có cá thể hóa. Thì đối với hội chứng hoặc hóa dưỡng bào thì chúng ta thấy đối với người bình thường, nếu đó luôn có cái sự cân bằng, và nhiều khi là kể cả ở giai đoạn nhiễm trùng cấp tính và hậu nhiễm trùng, thì tới những người này thì chúng ta điều trị nhiễm trùng rồi nhiễm siêu vi xong thì vẫn không có cái vấn đề liên quan tới hội chứng hoặc hóa dưỡng bào. Tuy nhiên ở những người bệnh nhân hoặc những cá thể mà có cái cơ địa có tiềm ẩn có sự rối loạn về chức năng của dưỡng bào, sự phóng thích của các cái hạt, hóa chất trung gian gây viêm từ dưỡng bào nó không có cân bằng, thì chúng ta thấy trong những cái điều kiện nhiễm trùng cấp tính và hậu và sau nhiễm trùng, ở đây thì chúng ta thấy hậu COVID thì sẽ xuất hiện các cái triệu chứng. Ở đây thì chúng tôi xin giới thiệu một cách giải thích một cách đơn giản như vậy để cho chúng ta có những cái khái niệm. Và như vậy trong cái đặc điểm của hội chứng hoạt hóa dưỡng bào ở bệnh nhân hậu COVID thì tôi luôn sử dụng cái hình này. Thứ nhất, trong hầu như trong 8 bài báo cáo tôi sử dụng hình này để cho
chúng ta nhớ được cái tỷ lệ, vì đây là một cái nghiên cứu, một cái phân cái tổng quan hệ thống trên cái cỡ mẫu lớn, và do vậy chúng ta thấy cái tỷ lệ rất là chính xác. Ví dụ như mệt mỏi đây chúng ta thấy 59%, chúng tôi thấy đây là cái triệu chứng thường gặp. Tuy nhiên những triệu chứng nào liên quan tới hội chứng hoặc nói dự bào thì chúng tôi khoanh tròn, đỏ mắt chúng ta thấy, hoặc là những cái biểu hiện tổn thương ở da, rồi những cái trường hợp ví dụ như ở đây chúng ta thấy có ớn lạnh, sốt, rồi có tình trạng ho. Ho là cái triệu chứng rất là thường gặp ở bệnh nhân đến khám ở giai đoạn hậu COVID ở trẻ em và người lớn. Ho có thể xuất hiện sau khi bị COVID cấp tính 1 tháng, 2 tháng, thậm chí ho có thể kéo dài 3 đến 6 tháng, điều trị rất là khó trong một số trường hợp. Rồi rụng tóc hoặc là đổ mồ hôi, rồi nôn ói, thì đây là những triệu chứng mà chúng tôi đã giới thiệu trong cái slide trước đó. Và đặc biệt một cái điều mà chúng tôi luôn lưu ý với các thầy cô anh chị đồng nghiệp, đó là trong cái hội chứng mà hậu COVID, cái xương mù não thật sự đây là một cái gánh nặng sức khỏe rất là lớn. Và chúng ta tưởng tượng trên thế giới hiện nay đã gần 700 triệu người, gần 1 tỷ người bị COVID, thì chúng ta thấy nếu đâu đó khoảng vài chục phần trăm mà bị xương mù não thì chúng ta thấy chất lượng công việc và cái năng suất lao động nó cũng sẽ giảm sút. Tuy nhiên chưa có cái thống kê đầy đủ, và đặc biệt tỷ lệ mà tiêm chủng ngừa vaccine chúng ta cũng cái tỷ lệ rất là lớn. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử y học và cũng của thế giới, chúng ta chỉ sau 6 tháng, trong vòng 3 tới 6 tháng sản xuất vaccine qua giai đoạn 3 thì chúng ta đem ra sử dụng đại trà, không có cái thử nghiệm kéo dài. Do vậy những tác dụng phụ của vaccine cho tới nay chúng ta thấy cũng chưa được ghi nhận, nhưng mà chúng tôi thấy đâu đó chúng ta bắt đầu cảm nhận thấy có những cái vấn đề sức khỏe liên quan tới trực tiếp tới COVID và những cái yếu tố bên cạnh đó. Và do vậy cái luteolin chúng tôi thấy như vậy, trong rau củ quả như chúng tôi nói, cần tây, bông cải, cà rốt, dầu ô liu, đây là một cái thực phẩm rất là tốt để chúng ta ngăn ngừa được cái sự cái hội chứng hoặc hóa dưỡng bào. Và như vậy chúng tôi đây là cái lời khuyên mà chúng tôi cũng dành cho các bệnh nhân đi đến khám vì xương mù não, vì những cái triệu chứng nghi ngờ đến hội chứng hoặc hóa dưỡng bào. Thuốc chúng tôi đó là hàng thứ ba sau khi tập thở, tập phục hồi chức năng, để mới đến cái vấn đề về thuốc men trong ngắn hạn để tránh cái tình trạng lạm dụng thuốc. Và về cơ chế thì chúng ta biết rồi, tình trạng hoạt hóa dưỡng bào, đặc biệt nếu mà ở não thì nó thường gặp ở bệnh nhân mất mùi mất vị, SARS-CoV-2 xâm nhập vào vùng dưới đồi thông qua thần kinh khứu giác, qua hành khứu, và sau đó kích hoạt các cái tế bào viêm gây ra cái bão cytokine ở não. Những trường hợp này một cái điều may mắn là thường ít gặp. Và như vậy trong một cái thư gửi cho các cái ban biên tập của tác giả Joshua Wessler, chúng tôi thấy rất là hay. Tạp chí Allergy là một cái trong những là tạp chí cũng top đầu của thế giới. Và như vậy ta thấy là như vậy cái hoạt tính của dưỡng bào có liên quan tới các cái triệu chứng hậu COVID hay không. Và đây là một cái nghiên cứu chúng tôi thấy có nghiên cứu vào trong cái đi sâu vào trong cái cơ chế sinh bệnh như vậy, để mà khẳng định có mối liên quan, có vai trò của dưỡng bào trong các cái triệu chứng hậu COVID. Thì thứ nhất, đối với cái nghiên cứu này thì tất cả những bệnh nhân tham gia nghiên cứu, người ta từ theo dõi từ sau ở đây như vậy là khoảng 1.5 tháng cho tới 1 năm. Và các triệu chứng ở cái nhóm ở đây có 2 nhóm. Nhóm mà chúng ta thấy BASC, tức là cái nhóm mà có triệu chứng hậu COVID, đó là post acute secular COVID-19. Còn cái nhóm BAC đó là nhóm không có, hay là absent. Và như vậy thì chúng ta thấy ở nhóm có triệu chứng của hậu COVID, những cái triệu chứng chúng ta thấy rất là cũng là rất là thường gặp, mệt mỏi,
đau nhức cơ thể, rồi mất mùi mất vị, rồi khó thở, sương mù não, đau họng, nhịp tim nhanh, mất ngủ, đau khớp. Và một điều rất là thú vị trong cái nghiên cứu này, ta định lượng các cái cytokine gây viêm. Và như vậy, interleukin 6 CXCL1 và cái tryptase, khi nói đến hoặc tính của dưỡng bào thì chúng ta nói đây là một trong những cái chất trong mẫu có thể đánh giá gián tiếp hoặc tính của dưỡng bào. Và như vậy chúng ta thấy trên cái hình này thì đối với những bệnh nhân mà có triệu chứng hậu COVID, cái nồng độ cao hơn ở trong máu so với nhóm chứng hoặc là nhóm mà hậu COVID không có triệu chứng, chúng ta thấy cao hơn có ý nghĩa. Và rất là đặc biệt, có cái mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa cái nồng độ của tryptase với lại các cái cytokine này. Và như vậy tôi nói, như vậy tryptase có liên quan tới các cái cytokine viêm, tiền viêm, và tryptase này là do các dưỡng bào, các mast cell phóng thích ra. Và khi tính đến cái đường cong ROCK thì thấy cái độ chuyên và độ nhạy diện tích dưới đường cong của tryptase rất là cao. Và do vậy tryptase có thể xem như là một chỉ điểm để mà xác định chẩn đoán hội chứng hoặc hóa dưỡng bào ở bệnh nhân hậu COVID. Và đây là một nghiên cứu rất là nghiêm túc, tại vì tác giả cũng định lượng luôn ở giai đoạn cấp tính. Như vậy chúng ta thấy cấp tính thì các nồng độ các cytokine viêm cao hơn ở giai đoạn hậu COVID. Và điều này để giải thích rằng hậu COVID chỉ là những cái di chứng, những cái hậu quả và một cái quá trình viêm càng ngày nữa, chúng ta thấy ở đây là có khuynh hướng càng giảm. Và do vậy để cho người bệnh yên tâm, chứ không phải có một lý do gì hết mà tự nhiên có cái tình trạng viêm, tình trạng tăng đông lại nặng hơn ở giai đoạn hậu COVID, chúng tôi khẳng định với người bệnh và cũng như khẳng định với thầy cô và các anh chị và các bạn đồng nghiệp. Nếu triệu chứng nó nặng hơn là do các bệnh khác, chúng ta không phải quy chụp đó là hậu COVID, tại vì hậu COVID, COVID đã hết. Như vậy thì cái đáp ứng, cái phản ứng viêm do COVID nó phải giảm, và chúng ta chỉ, cái mà chúng ta phát hiện hiện nay nó chỉ là những cái di chứng của cái quá trình viêm cấp tính do COVID. Do vậy về phương diện chẩn đoán thì chúng ta có thể dựa vào chính là vào lâm sàng, các triệu chứng liên quan đến hội chứng hoặc hóa dưỡng bào ở giai đoạn cấp và kéo dài đến hậu COVID. Các triệu chứng mà chúng tôi cũng đã giới thiệu và cũng đã đóng khung, đó là những cái triệu chứng rất là gợi ý của hội chứng hoặc hóa dưỡng bào. Và đặc biệt hội chứng hoặc hóa dưỡng bào phải xuất hiện trên hai cơ quan. Nếu chúng ta thấy một triệu chứng đơn độc thì chúng ta phải tìm các nguyên nhân khác, vì đây là một cái đáp ứng viêm toàn thân. Và cái thứ ba thì thật sự cái này thì chúng ta cũng rất là ít làm về định lượng nồng độ tryptase. Tuy nhiên có một số các cái labo thì chúng ta có thể định lượng một số cái sản phẩm chuyển hóa viêm của histamine, của prostaglandin. Tuy nhiên cái này thì trong thực hành lâm sàng chúng ta cũng không quan trọng, bởi vì nó tốn kém và đôi khi nó cũng không đặc hiệu. Và đặc biệt trong một số trường hợp nghi ngờ thì chúng ta điều trị thử với các cái thuốc chúng ta, trong cái phần sau chúng tôi nói các cái thuốc cũng vừa thông dụng vừa rẻ tiền, cả kháng leukotriene cũng là cái thuốc mà đầu tay để mà chúng ta sử dụng trong điều trị cái hội chứng hoặc hóa dưỡng bào có các cái triệu chứng liên quan. Và các cái triệu chứng mà liên quan tới có thể chúng ta nghĩ nhiều đến hội chứng hoặc hóa dưỡng bào, chúng ta thấy đỏ bừng mặt, huyết áp, ngứa nghẹt mũi, ngứa mũi, đau đầu, tiêu chảy, lúc nào chúng tôi cũng đưa thành cặp 2 hoặc 3 triệu chứng. Tại vì chỉ có một triệu chứng đơn độc thì chúng ta thấy là quá trình nó là triệu chứng của các cái bệnh lý bệnh nền, hoặc là những cái bệnh mới xuất hiện, hoặc là các cái bệnh lý khác. Trong phần chẩn đoán phân biệt chúng tôi sẽ trình bày thêm. Ngứa nghẹt mũi, ngứa mũi, đau đầu, tiêu chảy, nổi mề đay, phù nề vùng họng, phù mạch, khò khè, và các triệu chứng này các triệu chứng mà gợi ý rất là nhiều đến cái hội chứng hoặc hóa dưỡng bào, đó là các triệu chứng ở dưỡng ở da và khò khè. Do vậy chúng ta thấy tại sao cái chủ đề bài báo cáo của cô Thúy đó là khò khè ở trẻ em, tại vì tôi nghĩ đa phần là liên quan tới hội chứng hoặc hóa dưỡng bào. Và như vậy phải có
triệu chứng ở hai cơ quan trở lên thì chúng ta mới 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 có thể xem như có thể là đề xuất coi như là có cái hội chứng hoặc hóa dương bằng. Và như vậy thì chúng ta cần phải chẩn đoán với các cái bệnh lý khác. Đây là cái bắt buộc hậu COVID là một cái chẩn đoán sau khi loại trừ các nguyên nhân khác. Thì các bệnh gì? Thứ nhất, đối với Aja thì chúng ta thấy có một số bệnh lý như phù mạch di truyền, mắc phải bẩm sinh, có những cơn đỏ bừng mặt vô căn, viêm da cơ địa, viêm da dị ứng. Cái phần này thì chúng ta cũng đã biết rõ. Một số bệnh từ miễn, viêm mạch máu, lupus, ban đỏ, bệnh nội tiết, với loạn chức năng tuyến giáp, tuyến thượng thận, bệnh tim mạch, nhồi máu cơ tim, viêm cơ tim, giảm đề tuần hoàn. Có những cái bệnh lý này nó có đôi khi nó có những triệu chứng đi kèm tương tự với hội chứng hoạt hóa dưỡng bào, bệnh tiêu hóa, đặc biệt là hội chứng đại tràng kích thích. Rồi cũng không quên được để loại trừ các cái bệnh lý về tăng sinh, carcinom ruột, carcinom tuyến giáp, u tủy thượng thận, rồi bệnh lý về thần kinh, đột quỵ đa xơ hóa và một số các trường hợp khác, tăng serotonin, cơn sợ hãi kích phát, phản ứng với độc chất. Ở đây cho các thầy cô thấy chúng tôi chỉ liệt kê ra như vậy thôi về cái phân chẩn đoán phân biệt rất là nhiều để chúng ta thấy cái những cái triệu chứng mà nghi ngờ do hội chứng hoặc hóa dưỡng bào cũng tương đối nhiều. Và như vậy trong cái phần điều trị thì cái đầu tiên chúng tôi nói là dự phòng quan trọng nhất đối với người bệnh khi đến khám bệnh với chúng ta giai đoạn hậu COVID. Có một số cái triệu chứng mà nghi ngờ là hội chứng hoặc hóa dưỡng bào thì chúng ta phải khuyên một số, có những cái lời khuyên để mà dự phòng các yếu tố khởi phát. Những yếu tố nào? Những thức ăn gây dị ứng, nếu biết trước, thức thuốc gây dị ứng. Thì một số trường hợp hậu COVID chúng ta thấy tự nhiên lại là có cái dị ứng với một loại kháng sinh, ví dụ vancomycin, quinolone, hoặc là thuốc chống viêm non steroid, và dị ứng với một các cái dị ứng nguyên trong môi trường sống, yếu tố về stress, thiếu ngủ, xúc cảm. Tất cả những cái vấn đề mình phải khuyên cho người bệnh để mà tránh, để mà làm nhẹ đi các cái đáp ứng của, hoặc là nó gây hoạt hóa dưỡng bào nếu có, hoạt động thể chất, thể thao va chạm, rồi những cái cường độ cao, thay đổi nhiệt độ, tôi thấy rất là quan trọng. Ở phòng lạnh chúng ta ra ngoài tự nhiên nổi mà đây ngứa thì chúng ta thấy đó là những cái yếu tố làm kích hoạt cái hoạt tính của dưỡng bào. Và đặc biệt nếu mà chúng ta sử dụng một số các cái thuốc cản quang, thuốc nhuộm tóc, chúng ta thấy nhiều khi không rụng tóc nhưng mà khi mà nhuộm tóc xong thì xuất hiện rụng tóc. Nhiều khi đó là cái thuốc, không phải thuốc nhuộm nó gây rụng tóc mà do thuốc nhuộm nó có thể gây là hóa chất gây hoặc hóa dưỡng bào và làm cho rụng tóc, và dụng cụ giả như là các bác sĩ làm răng giả, vân vân. Kể cả chủng ngừa, kể cả chủng ngừa nó cũng có thể gây kích hoạt lên cái đáp ứng miễn dịch, làm gây rối loạn về cái sự điều hòa hoạt tính của dưỡng bào. Và nếu có những cái trường hợp này mà chúng ta không tránh được thì chúng ta phải dùng số thuốc trước đó, trước khi can thiệp, trước khi làm một số các cái xét nghiệm hoặc là một cái số cái điều trị, dùng kháng histamine H1, H2, kháng leucotriene và corticoid. Và như vậy thì đối với cái điều trị thì chúng ta thấy điều trị đầu tiên đó là các cái thuốc mà ổn định của các cái hoạt tính của dương bào. Thì trước đây chúng ta thấy rất là thông dụng cái comolin hoặc nedocomin, đây là những cái thuốc trước đây cũng được sử dụng hít trong hen, hiện nay thì ít. Sau đó các cái thuốc kháng đối kháng với thụ thể leucotriene, kháng histamine. Và như vậy thì tại sao? Tại vì những cái thuốc mà gây ổn định về cái hoạt tính của dương bào như là comolin hoặc nedocomin, chúng ta thấy nó làm ngăn ngừa cái sự phóng vỡ hạt của các dương bào, do vậy nó làm giảm cái đáp ứng viêm. Đó là cái cơ chế mà chúng ta cũng đã biết từ lâu nay. Và như vậy, trong những cái vài cái slide tiếp theo, khoảng 50 slide chúng tôi lướt nhanh về cái điều trị. Như vậy điều trị hội chứng hoạt hóa dưỡng bào, chúng ta điều trị bằng những thuốc nào? Thì thứ nhất, chúng ta dựa vào cái cơ chế của cái đáp khi hoặc dưỡng bào mà được kích hoạt, nó gây ra những cái phản ứng cấp tính trong một vài phút, có thể là trong một vài giờ. Chúng ta thấy như vậy là cái việc mà điều trị nó phải có cái thuốc có cái tác dụng tức thời để mà làm giảm cái triệu chứng. Thì như vậy thì trên cái slide này, thầy cô và các anh chị thấy như vậy là khi SARS-CoV-2 hay COVID-19 kích hoạt cái dưỡng bào thì chúng ta thấy nó sẽ phóng thích ra các cái chất gây viêm khác nhau. Cô Thúy cũng đã trình bày rất là rõ. Chúng tôi chỉ nói gây ra co thắt phế quản, gây ra viêm ở phổi, gây ra vi huyết khối, gây ra tổn thương viêm đường dẫn khí, rối loạn chức năng của các cái mạch máu, rồi kể cả là
sau này khi sơ phổi công tác thì chúng ta thấy như vậy. Chúng ta dùng kháng histamine, kháng leukotriene đối với cái các cái thuốc mà đối kháng với cái hoạt tính của cái tiểu cầu chúng ta có, cũng chưa có, thành thử chúng ta tập trung vào những cái thuốc như là kháng histamine, kháng leukotriene, có thể corticoid trong một số trường hợp. Đối với giai đoạn cấp tính thì chúng ta có dùng các cái kháng thể đơn dòng để mà ức chế các cái interleukin 6, interleukin 1, TNF, alpha. Và do vậy, tóm lại, điều trị cái hội chứng hoạt hóa dưỡng bào hậu COVID, nếu chúng ta đã có cái chẩn đoán tương đối chắc chắn thì chúng ta dùng các thuốc kháng histamine H1. Đây là cái mà trong thực hành lâm sàng chúng ta có thể sử dụng được. Đây là những thuốc tác dụng phụ không đáng kể và đặc biệt là cũng tương đối rẻ tiền, có thể điều trị thử hoặc điều trị trong thời gian ngắn. Thuốc kháng H2, kháng H2 thì tôi khuyên nên dùng cho những trường hợp mà có cái tổn thương đường tiêu hóa hoặc là giai đoạn cấp tính để làm giảm triệu chứng ở giai đoạn hậu COVID. Và cái thứ ba, cái thuốc mà chúng ta thông dụng nhất, an toàn cho trẻ trên 2 tuổi trở lên, đó là cái kháng leukotriene. Và sau cùng thì nếu cần thì chúng ta dùng các cái thuốc mà ổn định hoặc tính của dưỡng bào như cromolyn, lindocobin. Các thuốc khác thì ở đây chúng tôi chỉ nói nhanh hai thứ, đó là aspirin. Aspirin như cô Thủy nói như vậy, nó có cái liên quan tới sự phóng thích bradykinin và như vậy nó làm ức giảm cái sản xuất của prostaglandin. Aspirin có thể làm điều trị ho, do trước đây chúng tôi dùng điều trị ho do tác dụng phụ của cái thuốc điều trị tăng huyết áp nhóm ức chế men chuyển dùng rất là hiệu quả. Và cái thuốc thứ hai đó là chúng ta thấy omalizumab. Như vậy chúng ta biết rồi, omalizumab vừa có cái đa giảm cái đáp ứng miễn, vừa cạnh tranh với cái vị trí của các IgE mà cái SARS-CoV-2, cái protein gai nó kích hoạt cái dưỡng bào thông qua cái cùng với các cái thụ thể của IgE2. Và sau cạnh đó thì một số cái nghiên cứu đưa ra những cái nghiên cứu vì tránh như da khô dùng kem bôi hoặc là kể cả điều trị bằng là laser liệu pháp và cái ánh sáng liệu pháp vân vân, thì chúng tôi thấy cái này thì cũng chưa có cái bằng chứng thì chúng ta cũng không lưu ý. Và như vậy thì việc điều trị hội chứng hoạt hóa dưỡng bào thì chúng ta dựa vào cái cơ chế và cái tác động của dưỡng bào, đặc biệt là cái đáp ứng viêm và những cái tổn thương khác. Và trong đó hai cái các nhóm thuốc mà chúng ta có thể sử dụng an toàn đó là kháng histamine, kháng leukotriene, và đối với corticoid thì chúng ta tránh lạm dụng. Và để kết luận thì chúng tôi xin đưa ra 6 cái ý như sau. Thứ nhất, hội chứng hoạt hóa dưỡng bào có thể là nguyên nhân gây ra các triệu chứng thường gặp, cũng không có quy kết đó là cái cơ chế gây ra các triệu chứng. Và chẩn đoán xác định dịch và tổn thương các cơ quan gợi ý như tôi đã trình bày, đặc biệt là phải có 2 cơ quan trở lên và cần phải dự phòng các yếu tố làm nặng thêm các biểu hiện lâm sàng, nhất là tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột và thuốc điều trị sau khi mình đã nghi ngờ nghĩ nhiều đến cái hội chứng hoạt hóa dưỡng bào thì có thể dùng kháng histamine, kháng leukotriene và corticoid trong một số trường hợp cần thiết, tránh lạm dụng corticoid. Và cái lời khuyên mà chúng tôi thấy rất là quan trọng, mà chúng tôi thấy có thể là cái lời khuyên mà chúng tôi thấy cần thiết cho tất cả các thầy cô các anh chị và các bạn đang chăm sóc bệnh nhân hậu COVID, đó là tập thể dục, tập thở, ngủ đủ giấc ngủ chất lượng tốt, thì cái vấn đề những cái triệu chứng mà hậu COVID sẽ dần dần hồi phục. Tập thể dục có 6 cơ chế giúp điều hòa miễn dịch, và do vậy chứ không phải là chỉ là để mà chống mệt mỏi, có cơ chế điều hòa giúp thăng bằng những cái đáp ứng miễn dịch và làm cải thiện tình trạng phóng thích hạt của dưỡng bào, làm cân bằng tình trạng viêm TH1, TH2, đặc biệt giấc ngủ có chất lượng tốt. Giấc ngủ chất lượng tốt có thể ức chế cái hoạt tính của dưỡng bào thông qua trong cái giấc ngủ có tiết ra một số cái hormone. Melatonin có 6 cái tác dụng khác nhau, trong đó melatonin cũng có nghiên cứu cho thấy ức chế được hoạt tính dưỡng bào. Và như vậy chúng ta thấy chúng ta sử dụng những cái mà có sẵn và không dùng thuốc, và như vậy chúng tôi thấy đây là cái cách tiếp cận mà tốt nhất cho hơn 10 triệu người ở giai đoạn mà hậu COVID hiện nay. Và như vậy thì phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý thầy cô và quý anh chị đồng nghiệp.
Và đây thì trước khi kết thúc chuyển qua phần thảo luận thì chúng tôi thấy là như vậy, 2 năm đã trôi qua và như vậy cái COVID-19 đã để lại cho chúng ta những cái có thể là đây là cái giai đoạn thử thách nhất của cán bộ y tế, cũng có kỷ niệm vui buồn. Tuy nhiên mà đối với chúng tôi đây là cái thời gian mà có thể là sống động nhất trong cái việc mà thực hành nghề nghiệp trong cái ngành y. Xin cảm ơn và xin chắc chúng ta cũng đã 9 giờ thì xin mời Thạc sĩ Thiên Quân lựa chọn những câu hỏi cấp thiết để cho cô Thúy, đặc biệt là cô Thúy trả lời, và sau đó là chúng tôi cũng, và còn những câu hỏi còn lại thì thu thập và gửi